Cha rất mừng cho hai đứa. Một đứa là con gái yêu quý của cha, một đứa là học trò thương mến của cha. Cha rất mong cho hai con được mãi mãi hạnh phúc. Chúng con cảm ơn cha. Ta chúc cho các con luôn sống hòa thuận, yêu thương nhau. Làng, rồi con cũng sẽ tìm được hướng đi cho mình. Nhưng hãy cố nhớ sức mạnh song sinh của anh em con. Chỉ hiệu nghiệm khi nào các con còn yêu thương và tương trợ lẫn nhau. Sau khi Tân và Nương làm đám cưới không lâu thì đạo sĩ qua đời. Ba người sau khi làm đám tang cho đạo sĩ thì cùng nhau xuống núi dựng nhà trong làng. Cả nhà cùng chăm chỉ lo cày cấy, thỉnh thoảng đi thu phục yêu quái giúp dân làng. Em đang đọc sách à? Sao vậy? Có chuyện gì à? Có chuyện gì đâu. Nói anh nghe xem, lúc nãy ăn cơm, trông em cũng không vui. Em muốn ra ở riêng. Tại sao? Thật ra từ lúc anh có vợ á, anh em chúng ta không còn nhiều thời gian dành cho nhau nữa. Em có hơi buồn. Em nói vậy là sao? Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Em sẽ ở cùng vợ chồng anh đến khi em có gia đình riêng. Lúc đó em muốn làm anh vui, để anh lấy chị dâu thôi. Em ở chung như vậy, thấy không có thoải mái lắm. Không thoải mái chỗ nào? Chúng ta ở chung mới chăm sóc nhau được. Thầy cũng đã dặn chúng ta như vậy còn gì. Vợ chồng anh cũng luôn đối xử tốt với em kia mà. Anh không có hiểu. Em có thể cất một cái nhà ở ngay kế bên nhà anh chị mà. Vậy là được rồi. Vậy sao phải ở hai nhà, trong khi một nhà cũng đủ rồi. Mình đã làm cái nhà này rộng rãi, để em có không gian riêng đó thôi. Ủa, hai người làm sao vậy? Không có gì đâu em. Em đã may hai cái áo mới cho hai người nè. Cảm ơn chị dâu. Áo đẹp quá em ạ. Nhưng sao nó khác màu vậy? Thì để em phân biệt hai anh em chứ sao. Dù hai người đứng chung á thì em có thể nhận ra, nhưng đứng một mình thì em có thể nhầm Lan là anh chứ bộ. Anh cũng đâu muốn em nhầm như vậy, đúng không? Anh Tân, anh Lan, có chuyện gì vậy? Như vậy đâu. Cẩn thận. Anh coi kìa, chân chúng không hề chạm đất. Vậy thì đây chỉ là ảo ảnh của bọn cháu thôi. Sao? Lan, em không sao chứ? Ảo ảnh thôi, nhưng mà đau thiệt. Chúng ta mau kết thúc chúng tôi. Chúng ta thắng rồi sao? Ôi trời, chiêu số 3 nào. Em có sao không? Ui da, giờ em mới thấy đau á. Có vẻ như là ngoài da thôi. Để anh lấy thuốc bôi cho em. Đau. Lớn rồi mà còn kêu đau như con nít. Kệ em. Nhưng mà anh có thấy lần này khác với mọi lần không? Đúng vậy. Bình thường những con yêu quái kia sẽ ra mặt thách thức. Anh thấy có vẻ như chúng ta vẫn chưa hạ được nó. Em có cảm tưởng như vậy. Hình như con trâu khổng lồ kia cũng chỉ là ảo ảnh thôi. Em đâm vào nó kia mà. Đúng là vậy. Dù sao thì em thấy có gì đó rất giống con yêu quái cánh dơi năm xưa. Cũng có thể là trùng hợp. Con yêu quái ấy đã bị thương và bị phong ấn 2 năm rồi. Đúng ra là nó đã phải chết rồi. Hay là ngày mai chúng ta tới đó coi lại xem sao. Hai người đi cẩn thận đó. Tụi anh sẽ đi về trong ngày. Em ở nhà cẩn thận. Em biết rồi. Trong đây có cơm nắm rồi. Em gói cả tép kho mà anh thích nhất đó. Cảm ơn em. Hai người chia tay cho tới chiều luôn quá à. Đi nhanh lên anh ơi, kẻo muộn đó. Anh đi nha. Mình nghỉ mệt, uống chút nước đi anh ơi.
Anh à, Nếu như mà con quái vật đó thật sự còn sống thì sao? Thì mình phải tìm nó tiêu diệt chứ sao. Đâu thể để nó tác quái tác quái như trước. Em chỉ lo là nó sẽ trả thù chúng ta và chị dâu. Ừ, em nói phải. Vậy mình nên đi xác minh ngay để có cách đối phó với nó. Em làm sao vậy Lan? Em thấy chóng mặt quá. Chắc là do trời nắng. Vết thương hôm qua của em chưa lành. Có thể nó có yêu thuật gì đó nên em bị mệt. Đáng lẽ anh nên đi một mình. Không không, ngồi nghỉ một chút là em đi được. Không được đâu. Em ngồi đi. Anh tìm xem có bác triều phu nào không, nhờ đưa em về. Anh sẽ đi xem chỗ phong ấn thật nhanh rồi về. Em mau mặc áo của anh đi. Áo em ướt hết rồi kìa. Không, không à. À, anh có thể giúp tôi đưa cậu ấy về nhà không? Cậu ấy bị làm sao vậy? Là bị cảm nắng nên hơi mệt một chút, cần nghỉ ngơi. Vậy à, phiền anh nha. Không có gì đâu. Các anh giúp mọi người trừ tà ma yêu quái, tôi rất vui được giúp các anh mà. Những vết này, đàn trâu của làng bên đã được đem đến đây sao? Không thể nào. Chị Nương có ở nhà không? Mau giúp với. Anh Tân, chồng tôi đây mà. Anh ấy đang đi rừng thì cảm nắng, nên anh kia kêu tôi đưa anh này về trước. Cảm ơn bác, làm phiền bác quá. Dạ không có chi. Vậy tôi về đây. Anh Tân, mình ơi, anh có nghe em nói không? Anh ấy sốt cao quá, sao lạ vậy? Sáng nay đi còn khỏe mà. Sao toan quan thế này? Ai đã giải thoát cho nó rồi ư? Thì ra năm xưa chưa hề phong ấn được nó. Nguy rồi. Thôi nguy rồi. Sao uống thuốc mà chưa đỡ, lại còn nặng thêm nữa. Lan đi đâu mà mãi chưa về? Để mình nhờ đi kêu thầy thuốc. Một mình sao bỏ anh Tân ở đây được. Anh Tân, anh Tân ơi, anh có nghe thấy em nói không vậy? Để em thay áo khác cho anh. Em làm gì vậy? Anh là anh Tân. Anh Tân, anh về rồi hả? Tôi chỉ đi vắng có nửa ngày mà hai người đã làm gì? Anh Tân, em nhầm lẫn. Em tưởng Lan là anh. Anh à, em không có làm gì hết á. Em bị sốt từ nãy giờ. Hai người còn giải thích nữa à? Tôi về thấy mọi chuyện rành rành, thật không ngờ. Sao chú lại mặc áo của anh Tân chứ? Anh ấy đã đổi áo cho em lúc ở trong rừng á. Anh Tân! Anh Tân! Anh Tân! Anh Tân, nghe em giải thích đã. Anh đang bực mình. Em đừng nói gì hết. Anh hiểu lầm em và Lan rồi. Em tưởng anh là Lan. Lâm à? Ai là chồng em mà em không nhận ra hay sao? Ai kêu anh đổi áo với Lan? Lúc sáng anh có mặc áo đó đâu. Lan vừa về đã bất tỉnh không đi nổi. Anh nghĩ em còn để tâm xem xét ai là ai sao? Anh nhớ rồi. Lúc sáng mồ hôi của Lan ra ướt áo, Nên anh đã đổi áo với cậu ấy. Anh coi, Lan vừa về là sốt cao, mê man bất tỉnh. Em còn tưởng là anh, lo lắng không yên. Thật là tai bay họa gió. Đúng ra là mình không nên ở đây mới phải. Mình phải đi trước khi anh Tân về. Anh lại nài nỉ thì mình không đi được nữa. Có vậy thì họ mới sống hạnh phúc được. Vợ...
cho anh xin lỗi mà. Anh đi về mệt quá nên... Em nghĩ trong đầu anh á, đã có ý ghen á thì mới như vậy. Nếu vậy anh phải để Lan ra riêng từ lúc mình mới cưới chứ. Anh, chú ấy là người thân duy nhất còn lại của anh. Anh không thể để chú ấy sống một mình bên ngoài. Em nhớ cha em cũng có nói về sức mạnh song sinh không? Anh không thể chỉ vì vậy mà không thể ở khác nhà với chú ấy. Anh đã biết lỗi rồi. Khuya rồi, mình về nhà được chưa em? Có chuyện xảy ra rồi. Tụi mình ở ngoài thế này nguy hiểm lắm. Lan lại đang ở nhà một mình. Vậy là vợ tha lỗi cho anh rồi đó nha. Lần sau anh... Trời, vậy mình biết làm sao hả anh? Nguy rồi, tên quái vật cánh dơi đã thoát ra. Không biết giờ sức mạnh của hắn thế nào. Anh sợ nó sẽ đến gặp chúng ta trả thù. Vậy Lan... Lan sẽ ra sao hả anh? Mình phải đi tìm Lan về. Anh phải đi tìm Lan. Ngươi mau hiện hình đi. Ngươi... Đúng vậy. Còn nhớ ta không? Làm sao ngươi thoát được? Ngươi bị phong ấn rồi kia mà. Trình độ phong ấn của các ngươi còn non kém chứ sao? Nhờ đó mà ta mau chóng thoát ra. Cũng mất một thời gian để lấy lại công lực và mọc cánh. Anh đã yểm bùa và rắc vôi quanh nhà. Tạm thời em sẽ được an toàn nếu ở yên trong nhà đừng đi đâu. Hay là anh cho em theo với? Không được. Nếu vậy anh sẽ không thể nào bảo vệ em và Lan cùng lúc. Anh sẽ tìm Lan về ngay thôi. Anh và Lan nhất định phải trở về đó. Anh hứa, nhất định chúng ta sẽ đoàn tụ, cùng sống vui vẻ như trước kia. Ta đã biết về sức mạnh song sinh của anh em ngươi. Nay ngươi chỉ có một mình mà còn bị thương, ta sẽ dễ dàng thắng ngươi thôi. Ta dù có phải chết cũng sẽ không để ngươi thoát đâu. Có chuyện gì thế này? Tiếng nhạc gì mà ma quái kỳ lạ quá? Mọi người trong làng như phát điên ngã rồi. Đâu á? Ta phải lên núi xem có thể ngưng tiếng nhạc giúp họ không. Có mùi ám khí. Không lẽ là tên quái vật cánh dơi? Nguy rồi. Yêu thuật dày đặc quá. Nguy rồi. Có lẽ ta phải sử dụng đòn hy sinh thôi. Khi các con dùng máu của mình hòa vào phép thuật của đối thủ thì sẽ biến phép của họ thành của mình. Một chiều tựa như gậy ông đập lưng ông vậy. Vậy sao mình không sử dụng thường xuyên hả thầy? Vì ngoài máu thì cần rất nhiều công lực và ý chí để vận công trả đòn đối thủ. Nếu kiệt sức con sẽ chết và hóa thành cây cỏ. Nhưng thầy vẫn sống kia mà. Nhưng ta đánh đổi bằng tuổi thọ của chính mình. Dù sao thì để đánh đuổi cái xấu cũng là một cái giá xứng đáng, phải không? Dạ, dạ. Chúng con sẵn lòng hy sinh. Ta sẵn sàng hy sinh để tiêu diệt ngươi mãi mãi. Tôi là công chúa các loài chim muông, bị tên yêu quái cánh dơi bắt nhốt cùng nhiều loài chim khác ở đây. Xin đa tạ chàng đã cứu chúng tôi. Xin đa tạ ân nhân. Khoan đã, xin cho tôi hỏi,
Tên yêu quái ấy nhốt các bạn ở đây làm gì? Hắn có ở gần đây không? Không. Thưa ân nhân, hắn dùng phép nhốt chúng tôi trong lòng ma thuật, buộc chúng tôi phải hót không ngừng, qua đó rút cạn sự sống, niềm vui và hy vọng của con người rồi truyền đến cho hắn. Thật là kinh khủng. Nhưng hắn sẽ nhận năng lượng đó như thế nào? Đây là mạng lưới dẫn truyền năng lượng của tên quái vật. Ta phải cắt đứt nó, sẽ làm tiêu hao khá nhiều sức lực của tên quái vật. Sư phụ của ngươi sao? Chẳng ít gì đâu. Để xem. Sao hả? Sức mạnh vô biên mới mẻ của ta đó. Sao ngươi không tiết kiệm sức để đầu hàng chứ? Cái gì? Anh Tân, hàng cấp năng lượng cho ngươi đã bị ta phá hủy rồi. Mau giơ tay chịu quy phục đi. Sao có thể như vậy được? Lan, em có sao không? Anh đi tìm em hả? Anh phải đi tìm em. Chúng ta là anh em một nhà kia mà. Không gì có thể chia cắt anh em ta được. Chúng ta hãy cùng nhau kết liễu tên quái vật này đi. Không thể được. Em đã dùng đòn hy sinh rồi. Em không thể đánh tiếp được nữa. Để anh. Yêu quái kia, mau đầu hàng. Anh em mới tưởng có thể dễ dàng đánh bại ta như trước. Anh Tư, anh có sao không? Nhờ chăm con trâu lần trước, ta đã có sức khỏe vô địch. Cho dù các ngươi có cắt hết nguồn pháp thuật của ta thì cũng chẳng hề hấn gì. Lần này tiêu diệt được hai ngươi rồi, ta sẽ chẳng còn ai cản đường ta nữa. Sớm thôi, ta sẽ là bá chủ của thiên hạ. Anh Tân, chúng ta phải làm cùng nhau. Chỉ có sức mạnh song sinh của chúng ta mới có thể đánh bại được hắn ta thôi. Không biết Tân và Lan có chuyện gì không nữa. Cha ơi, cha có linh thiêng, xin cho con biết tình hình của anh em Tân và Lan. Vậy là anh Tân và Lan đang gặp chuyện. Cha ơi, con phải làm gì bây giờ? Thôi được, chúng ta cùng làm. Lại đây! Em còn cố gắng được không? Em sẽ chiến đấu đến cùng. Ta có chết cũng phải đưa các ngươi theo cùng. Sức mạnh song sinh. 2 và 1, thuật công lực nhân đôi. Ôi,
truyền sức mạnh của ngươi cho em trai ta. Mình thắng rồi. Mình thắng rồi. Lan ơi, em ơi, Lan. Em kiệt sức rồi, chắc không thể qua khỏi đâu. Em không được nói nữa, chúng ta về làng bây giờ, em sẽ khỏe lại. Không kịp nữa đâu. Em muốn nói với anh là em và nương không có chuyện gì hết, chỉ là nhầm lẫn thôi. Anh xin lỗi em, lỗi tại anh hồ đồ không suy xét kỹ. Lan ơi, anh xin lỗi. Vậy là hai anh em mình quê. Không, không, Lan ơi, anh xin lỗi. Lan ơi. Mình sẽ mang theo túi cát phép thuật này để tìm ra dấu chân của anh Tân. Dấu chân của anh Tân. Anh xin lỗi em, Lan. Lỗi tại anh mà em phải chết. Sao thế này? Lan ơi, không, không. Khi con dùng chính máu của mình để phản đòn đối thủ, nếu như con kiệt sức mà chết thì xác sẽ quá thành vật vô tri. Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, Lan ơi. Vậy là anh Tân đã vào làng. Anh ơi, cho tôi hỏi một chút. Ủa kìa chị, có phải chị là vợ anh Tân chuyên trừ yêu quái không? Dạ đúng là tôi. Xin hỏi anh có thấy anh Tân qua làng này không? Dạ, hôm trước anh Tân đã tới làng chúng tôi diệt trừ hang yêu quái trên núi kia, cứu cả làng khỏi tiếng nhạc thôi miên đó. Vậy anh Tân đâu? Cả anh Lan nữa? Xin cho tôi biết họ đã ra sao rồi. Tôi cũng không rõ, vì sau đó núi đổ sụp, còn anh Tân thì không thấy đâu, không thấy cả anh Lan nữa. Nếu anh Tân với anh Lan về, xin chị hãy báo chúng tôi biết để làng chúng tôi tới nhà hậu tạ nha. Ơn của gia đình chị chúng tôi sẽ không quên. Dạ, dạ. Dấu chân của anh Tân đâu mất rồi? Không thể như vậy được. Anh Tân ơi, anh Tân ơi, anh ở đâu? Lan ơi, anh Tân ơi, anh Tân ơi, anh ở đâu? Sao anh nỡ bỏ em? Chị ơi, chị ơi, chị, chị có phải là vợ anh Tân không? Ai vậy? Tôi là vợ anh Tân đây. Ai biết anh ấy ở đâu? Xin chị giúp tôi. Tôi là công chúa chim. Tôi và thần dân của tôi được anh Tân cứu khỏi hang núi này. Vậy là anh Tân còn sống. Xin cô hãy cho biết chỗ để tôi tìm anh ấy. Anh ấy đã phá hủy nơi dự trữ năng lượng của tên quái vật cánh dơi và nhờ tôi đưa đến chỗ em trai anh ấy đang đánh nhau với quái vật. Xin cô hãy đưa tôi tới đó. Chị hãy nắm vào chân tôi nè. Anh sẽ đến suối vàng tạ lỗi cùng em và cha. Chờ anh. Nương, vợ của anh, anh xin lỗi. Nếu có kiếp sau, anh nguyện sẽ đền bù cho em. Con chim không thể giúp gì trong cuộc chiến của ân nhân và tên quái vật. Tôi hiểu chim ơi.
Cảm ơn đã giúp tôi đến đây. Tôi sẽ tự mình đi tìm hai anh ấy. Chị ơi, chị ơi, tỉnh lại đi. Hãy tỉnh lại đi, chị ơi. May quá, cháu đã tỉnh lại rồi. Cháu đang ở đâu? Cháu phải đi tìm chồng và em chồng của cháu. Ok, khoan đã. Cháu bị kiệt sức, cơ thể suy nhược, chưa đi lại được đâu. Nhưng giờ trời tối rồi, cháu hãy nghỉ ở nhà ta một đêm, rồi mai đi tiếp, có được không? Vậy cháu xin làm phiền bà một đêm. Chuyện của cháu thật quá đau buồn. Ta định để cháu ở đây nghỉ ngơi, không ngờ cháu lại giúp ta làm việc. Không sao đâu bà, cháu thấy mình cũng khỏe rồi. Cháu giúp một chút để cảm ơn bà đã cho cháu ở nhờ qua đêm. Không biết bà có thấy con chim bay cùng cháu đến đây không? Đó là công chúa chim. Ta đã hứa sẽ chăm sóc cháu nên nó trở vào rừng rồi. Lần trước toàn thể chim muôn bị yêu quái bắt, khiến công chúa chim bị suy yếu rất nhiều. Ta rất tiếc nhắc lại chuyện buồn của cháu. Hai anh em Tân và Lan đã quả cảm hy sinh để tiêu diệt tên yêu quái cánh dơi độc ác. Dạ, cháu không sao đâu bà. Lúc ở nhà cháu đã có dự cảm xấu. Cô nương nè, ta có một đứa con trai rất hiếu thảo lại khỏe mạnh, một mình lo đồng án nuôi bà già này. Con trai ta chưa vợ, mà cháu giờ thì cũng không còn ai thân thích. Chi bằng hãy ở lại đây lấy con trai ta, chúng ta cùng yêu thương chăm sóc nhau hết quãng đời còn lại. Thưa bà, ơn bà cứu cháu, cháu xin kiếm sao đền đáp. Nhưng cháu đời này chỉ yêu một mình anh Tân mà thôi, cháu không thể lấy con bà được. Được lắm, ta sẽ cho cháu toại nguyện. Bà là ai? Sao chúng ta lại ở đây? Ta là tiên trong rừng. Trước đây từng cùng đạo sĩ Lưu, cha của cháu, diệt trừ yêu quái, nên đối với cháu ta coi như con vậy. Bà là tiên? Vậy chuyện lúc nãy? Thực ra ta đã đến để giúp hai anh em Tân và Lan, nhưng không kịp. Xin bà, cháu xin bà, hãy chỉ xác anh em Tân và Lan cho cháu đi mà. Đó, họ đã từng dùng máu để phản đòn tên quái vật, nên khi chết, Lan đã hóa thành đá, còn Tân hóa thành cây kia. Anh Tân ơi, sao anh và Lan lại bỏ em bơ vơ một mình? Anh hứa sẽ chăm sóc cho em cả đời kia mà. Thưa bà, xin bà hãy qua phép cho cháu được ở bên anh Tân mãi mãi. Nhưng như vậy thì cháu sẽ chết mất. Cháu chấp nhận hết. Xin bà cho cháu được làm cây lá gì cũng được, ở bên anh Tân cho vẹn nghĩa vợ chồng. Cha cháu từng nói cháu là một cô gái rất mạnh mẽ, không gì lay chuyển được. Thấy cháu có tình có nghĩa với anh em nhà họ Cao như vậy, ta sẽ toại nguyện cho cháu. Đang mùa hạn hán mà họ định làm gì vậy? Nè anh kia, cho tao hỏi, các người đang làm gì vậy? Chúng tôi đang dựng miếu thờ. Hả? Thờ ai? Giữa mùa khô hạn mà cây này và dây này vẫn xanh tốt, thật là chuyện lạ. Đúng vậy, đây là cả một câu chuyện ly kỳ đó thưa ngài. Không được phạm thượng, đây là đức vua chí tôn đó. Bệ hạ vạn tuế. Miễn lễ. Giờ các ngươi hãy kể ta nghe câu chuyện về cây này xem.
Dạ xin mời bệ hạ dùng thử. Đây là cái gì? Dạ tâu bệ hạ, chúng thần chưa biết đặt cây này là cây gì, nhưng khi ăn quả cây này với lá dây kia, quở thêm một ít bột từ tảng đá này vào thì vị thơm ngon ngọt lắm. Thưa bệ hạ, để thần thử trước. Vị ngon ngọt, thơm cay, càng nhai lại càng thú vị, có mùi nồng như hơi men. Ồ, màu sắc thật đẹp, ăn vào lại đỏ môi hồng da, thật là kỳ diệu. Đúng là vợ chồng Tân và chàng Lan rồi. Tình nghĩa của họ thật là nồng nàn thắm đỏ, không thể ngờ được. Chưa qua 5 năm mà anh em nhà họ Cao đã trải qua không ít chuyện. Vậy là Cao Lan đã quá đá, Cao Tân thì thành cây cao, và vợ anh ta thì thành dây trồng. Hãy coi đây. Tôi nói cho chị biết, mẹ con chị ta là nguyên nhân sự xui rủi cho làng ta từ lúc chồng chị ta mất đến nay đó. Ôi trời ơi, trái bưởi ở đâu bay vào đây vậy? Trời 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 trời, giờ hết đồ rồi. Chết rồi, bay vô quán luôn rồi. Ai bảo thằng Sáng không chụp được? Tao nói là cho nó vô xui lắm mà mày không nghe. Giờ sao? Mấy cái đứa nhóc này hết chỗ chơi rồi hay sao? Nè nè, là mày đá vào quán của bà phải không? Chị tránh ra đi, đừng đụng vào, kẻo lây xui xẻo cho tôi. Mẹ. Thì ra là con của chị. Chị thấy chưa? Mẹ con nhà chị ta đem xui xẻo đi khắp nơi. Tôi không thể chịu nổi nữa. Nếu lần sau còn gặp chị ta ở đây thì tôi sẽ bảo với mọi người không bao giờ đến quán của chị nữa đâu. Tôi xin lỗi bà chủ, thằng con tôi nó nghịch, nó dại quá. Thôi thôi thôi, hai mẹ con chị đừng có nói gì nữa. Chị gây rắc rối cho tôi nhiều quá rồi. Hai mẹ con chị về đi, không cần tới làm việc nữa đâu. Thưa bác, xin bác cho mẹ cháu ở lại làm. Cháu xin lỗi vì đã gây ra việc này, xin đừng trách mẹ cháu mà. Không được, nếu còn làm việc ở đây thì tôi sớm muộn gì cũng mất khách. Tiền công hôm nay của chị coi như đền bù thiệt hại cho tôi. Mau đi đi. Mẹ ơi, con xin lỗi. Tại con. Thôi không sao đâu con, dù sao thì cũng không phải chuyện gì mới. Mẹ ơi, sao người ta lại ghét nhà mình vậy mẹ? Thì tại họ nghĩ mẹ mang tới xui xẻo, mắc tội với trời đất nên cha con phải mất sớm. Và bất cứ ai đụng vào gia đình ta thì chịu vả lây. Có thật vậy không mẹ? Vậy con mà cha mất sớm sao? Bậy nè, đừng bao giờ tin mấy chuyện đó. Chẳng qua là bà phú hộ cố dèm pha tiếng xấu cho mẹ con cháu để đuổi mẹ con cháu đi khỏi thôi. Chị Năm mới qua chơi, mời chị ngồi. Vậy hay là mình chuyển nhà đi nơi khác đi mẹ. Tôi nghe đồn bà phú hộ muốn chiếm căn nhà và khu đất quanh nhà chị, nhưng không được nên mới cố tình làm vậy. Nhưng đây là đất của cha mẹ chồng tôi để lại, còn có mồ mả tổ tiên ông bà ở đây, mộ chồng tôi cũng ở đây, sao tôi có thể đi được? Chị cứ mặc kệ lời của bà phú hộ, mình không làm gì sai nên chẳng việc gì phải sợ. Tôi về đây, ông nhà tôi mà biết tôi qua đây lại cào nhào thêm nữa. Dạ cảm ơn chị. Vậy mình làm sao cho người ta hết hiểu lầm mình hả mẹ? Có giải thích cũng không xong đâu con. Giờ tin đồn đã lan khắp làng, cứ để một thời gian nữa sẽ lắng xuống thôi. Nếu con có thể cố gắng học hành lấy cái chữ, biết đâu chúng ta sẽ có thể thanh minh cho mình. Vậy sao vậy con? Thưa mẹ, sáng nay con cũng tới nhà thầy đồ để xin học. Thưa thầy, chúng tôi đại diện cho những phụ huynh trong làng này, yêu cầu thầy hãy suy nghĩ thêm. Chúng tôi không thể để con chúng tôi học chung với con nhà chị Tươi. Nếu thầy quyết định nhận nó thì tôi...
Chính tôi sẽ mời thầy giỏi trên tỉnh về. Nhưng chúng tôi quý thầy, không hại chúng ta đâu. Nhưng bây giờ mẹ không có việc làm, chúng ta biết sinh sống bằng cái gì? Con đừng lo, chúng ta xin đi làm thuê, chịu khó qua mùa hạn hán này. Mẹ tin á là mọi người sẽ hiểu chúng ta thôi. Như bác Năm hàng xóm vừa đem qua tô canh này nè, con mau ăn đi cho nóng. Hai mẹ con mình cùng ăn nha. Qua đây dọn dẹp mấy đứa. Đi. Quá. Dạ, ông trưởng làng, chúng tôi đến đây xem có giúp được gì không? Các bà có lòng thật là tốt quá. Việc chuẩn bị ra sao rồi? Các bà thấy đó, mọi việc đang gấp rút hoàn thành. Ngày mai buổi lễ cầu mưa sẽ được diễn ra đúng giờ và cực kỳ hoành tráng. Gia đình tôi chỉ có một ít này để đóng góp vào công việc của làng. Chúng tôi cũng có một ít gọi là giúp đỡ việc làng. Qua khi làng ta có những gia đình biết suy nghĩ về việc tu. Có người té rồi. Cái gì vậy? Sao quỷ dữ vậy? Không biết cái gì. Ôi trời ơi, anh có sao không vậy? Chị cầm than kiểu gì mà để cho người ta té như vậy? Không lẽ muốn phá lễ hội cầu mưa hay sao? Mau đưa đi thầy Lan, cứ chạy chữa cho tốt, tôi sẽ trả hết mọi chi phí. Tôi xin lỗi, không hiểu sao cái than lại trơn như vậy, như là có ai đã bôi mỡ vào. Chị Tươi à, tôi có nghe về điều tiếng không hay của chị. Vốn tôi cũng không tin lắm, nhưng hôm nay thì thôi, chị hãy tránh xa lễ hội một chút, kẻo lại ảnh hưởng đến tiến độ công việc ha. Tôi... Chị ta còn định đôi co gì chứ? Mọi việc đã như vậy rồi, tôi không hiểu sao chị còn có thể ở lại đây được. Hãy đi đi cho làng chúng tôi được sống yên ổn. Cảm ơn bà Phú Hộ, bà thật tốt bụng và hào phóng với mọi người. Cho lão qua cái, cho lão coi chơi. Ôi da, đẹp quá trời. Cảm ơn lão quá. Ôi da, đẹp quá trời. Cảm ơn lão quá. Cái bà già này ở đâu ra vậy? Mẹ ơi, con sợ. Không sao con, mình đi rồi. Xin làm phước cho tôi đôi quá. Không khéo bà ta mang bệnh dịch đó, tránh xa ra. Trông thật đáng sợ. Tôi vui quá à. Thôi nữa chứ, đứng xa cũng nghe thấy mùi. Chúng ta phải đuổi bà ta đi. Bà già kia, bà phải đi khỏi đây, không được vào lễ hội nữa. Bà đôi quá, xin hãy thương tình. Bà hãy cút đi. Lại là mày hả, thằng Sáng? Các cậu có quyền gì mà xua đuổi bà ấy? Im đi, đúng là đồ xui xẻo. Mày không được phép đến đây. Cháu không được làm vậy. Cháu có làm vậy thì cũng không giải quyết được gì đâu. Đúng đó con trai, con không được ném đá họ. Nếu con ném họ thì sẽ đổ máu. Chúng ta đang tế lễ, không thể để có máu ở đây làm hỗn loạn nghi lễ cầu mưa. Vậy thì người có lỗi đầu tiên là chúng ta đó. Con hiểu chưa? Có chuyện gì vậy? Xin trưởng làng hãy giải quyết đi ạ. Chị Tươi à, tốt nhất là gia đình chị và bà ăn xin này nên lánh mặt đến hết lễ hội cầu mưa đi. Tin đồn dù đúng hay sai thì mọi người cũng rất lo lắng khi thấy mẹ con chị ở đây. Nè, trời đất ơi, đi khỏi đây đi, xuống qua lên.
Đi khỏi đây đi. Phải à. Mấy người mà còn ở đây là điềm xui xẻo cho cái làng này đó. Đi đi. Mình đưa bà lão này theo nha mẹ. Bà ấy không đi được nữa. No quá. No quá. Lần đầu tiên ta mới được ăn no như vậy. Lại còn được tắm rửa nữa. Chỉ là cháo loãng thôi ạ. Bà ăn tạm. Cảm ơn mẹ con chị lắm. Ta biết mẹ con chị cũng không khá giả gì mà lại giúp ta tận tình hơn những người tiền dư bạc thừa. Bà đừng nói vậy. Người giúp người là chuyện nên làm. Bà có vẻ mệt lắm rồi. Bà hãy ở lại ngủ với mẹ con tôi. Sáng mai khỏe rồi hãy tính. Con mệt quá mẹ ơi. Ngủ đi con. Hôm nay con trai của mẹ giỏi lắm. Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ năm canh chài. Bà ơi, đang đêm tối, bà đi đâu đó? Ta làm phiền hai mẹ con nhiều rồi. Ta đi đây. Nửa đêm rồi bà còn đi đâu nữa? Xin bà hãy ngủ lại nhà mẹ con cháu một đêm. Khi như vậy, bà đi một mình, mẹ con cháu không yên tâm. Là già không muốn làm phiền đến mẹ con chị nữa. Bà cứ ngủ lại một đêm đi bà. Cháu còn nhỏ mà ngoan quá. Già gì cháu nhỏ mà lưu luyến khó đi. Quyết định vậy à? Bà ngủ hết đêm đi. Nếu không vì nhà cháu không được đầy đủ khiến bà khó ngủ. Rồi rồi, già ở lại. Con đói quá mẹ ơi. Chắc đói quá nên vừa nằm xuống là thấy ác mộng á. Con ráng ngủ đi cho hết đói. Mai mẹ sẽ tìm thêm ít khoai và xin bà Năm ít gạo để đủ cho ba người chúng ta. Kỳ lạ quá. Mẹ có đang nằm mộng hay không? Con mới thấy ác mộng. Nước lũ cuốn trôi cả làng. Mẹ ơi, bà lão đâu? Hay là bà lão đã biến thành rồng? Lạ quá. Đang đêm khuya như vậy, con rồng thì lại quá lớn. Nếu nó muốn hại mẹ con ta thì chúng ta không thoát nổi. Thôi thì hãy nhắm mắt lại xem như không biết. Chờ trời sáng rồi hẳn hay. Hồi nãy con mơ thấy làng mình có lục lớn đó mẹ. Hai mẹ con mình bị lạc nhau. Chỉ là mơ thôi con. Ngủ đi con. Ngủ đi. Bà ơi, bà ăn sáng rồi hãy đi. Hai mẹ con đừng sợ. Ta chính là rồng thần đến báo tin lục để cảm ơn lòng tốt của hai người. Xin hãy nhận lấy cái này. Nội trong hôm nay sẽ có một cơn lục rất lớn. Chị hãy lấy tro trong cái gói này mà rắc quanh nhà mình để bảo toàn mạng sống cho hai mẹ con. Hãy khoan thưa bà. Nếu có lục lớn
xin hãy cứu cả làng. Thế gian biến đổi, thiên tai là chuyện không báo trước. Nhưng ta thương mẹ con chị tốt bụng, nên bày cách để mẹ con chị được sống. Bà ơi, bà đã thương xin thương cho trót. Có cách nào để giúp mọi người thoát khỏi tai kiếp này với ạ? Thôi được, ta chịu ý người tốt bụng. Cái này sẽ giúp mẹ con chị làm... Qua rồi, giờ chị định trù ẻo gia đình tôi nữa hay sao? Chị lừa được vợ của tôi chứ chị không lừa được tôi đâu. Đừng có bén mảng sang đây nữa đó. Thôi thì mình cố gắng rải tro xa nhất có thể, biết đâu lại giúp được người nào. Ủa, gì vậy? Sao tự nhiên trưởng làng ngưng lại vậy? Có chuyện gì? Sao vậy? Dân làng ơi, trời đã nghe thấy chúng ta rồi. Một mạch nước đang phun từ dưới đất lên. Sao? Thật sao? Ê, đúng rồi. Thật hả? Bắt đầu phun rồi. Mau, bấm nước thần đi. Mau, bấm nước thần đi. Đến nhà cháu đi, đến nhà mẹ con cháu mau đi. Chị, mau đưa chồng con hết sang nhà tôi, vì trời lụt lớn rồi. Chết rồi cô Năm ơi, ở ngoài đình đất lở, nước ngập ghê lắm, không có ai chạy trốn kịp. Ông Năm, mấy đứa nhỏ đâu rồi? Qua nhà chị tôi ngay, mau. Cậu ở lại nhà tôi thì sẽ không có việc gì. Để tôi về cổng mẹ già qua đây. Người làng chắc không ai thoát nổi. Cha ơi, mẹ ơi. Không biết có cách nào cứu người không? À, mẹ ơi, vợ cháu của bà lão cho chúng ta. Vậy mà mẹ quên mất. Đi cứu mọi người. Cứu tôi. Bên kia, mau lên. Bên kia. Con lão kia, ông lão sắp chết rồi, mau lên. Cố lên. Đưa tay đi. Đâu. Bên kia kìa. Cảm ơn mẹ con chị không quản nguy hiểm đã cứu giúp mọi người trong cơn thiên tai này. Nếu không có chị, chắc làng này... Trưởng làng và mọi người đừng nói vậy. Đều là làng xóm với nhau hết. Sao có thể thấy chết mà không cứu? Xin lỗi chị. Chúng tôi đã đối xử không phải với chị. Vì tôi tham lam ích kỷ mà gieo tiếng xấu cho mẹ con chị. Vậy mà chị vẫn bỏ qua để cứu gia đình tôi. Chị thật là nhân đức. Chị đừng làm vậy, hiểu lầm thôi mà. Mọi người còn sống an toàn là tốt rồi. Làng chúng ta qua việc này á, lại yêu thương nhau hơn. Rồi đây chúng ta sẽ xây dựng lại làng mới. Cảm ơn mẹ con chị tôi đó. Từ đó dân làng và mẹ con nhà chị Tươi sống hòa thuận và yêu thương nhau. Con đâu rồi? Cô Út, cô tỉnh rồi, cô có sao không? Chị Tư, thằng Hiền đâu? Nó về chưa? Không được, tôi phải đi tìm con tôi. Cô Út, cô bình tĩnh đi. Anh Tư với mọi người đi tìm nó rồi, chắc là sẽ tìm được nó thôi. Anh Tư, sao rồi? Có tìm thấy nó không? Tụi tôi đã tìm khắp nơi trong làng rồi, nhưng mà không có thấy nó. Cũng hỏi khắp nơi, không có ai nhìn thấy nó hết.
Hiền ơi, con ơi. Cô Út, cô bình tĩnh. Chắc là nó giận dỗi nên trốn ở đâu đó một đêm thôi. Từ từ rồi mọi người sẽ tìm nó về mà. Phải đó, cô đang bệnh, đừng lo lắng quá ảnh hưởng tới sức khỏe. Biết đâu ngày mai nó hết giận dỗi rồi lại về nhà. Nó còn nít chạy đi đâu được chứ. Ừ, cô nghỉ ngơi đi. Tôi hứa sẽ tìm nó về cho cô mà. Đừng có quá lo ha. Anh Tư, nhất định anh phải tìm nó về giùm em. Nó mà có mệnh hệ gì em cũng không xong nổi. Được, cô yên tâm, nhất định tôi sẽ tìm được nó. Cô Út, cô ráng ăn chút gì đi. Hai ngày nay cô không chịu ăn uống, cứ vậy hoài sức nào mà chịu nổi. Có tin tức gì của thằng Hiền không anh Tư? Vẫn chưa. Nhưng mà cô đừng sốt ruột, tôi vẫn đang nhờ người đi tìm. Trước sau gì cũng tìm được nó thôi. Bây giờ quan trọng là cô phải giữ gìn sức khỏe, chứ không thì lúc tìm được nó rồi cô lại ngã xuống thì phiền lắm. Làm sao mà em ăn uống được hả anh Tư? Giờ này không biết thằng Hiền ở đâu, làm gì, có bình yên không, hay là gặp nguy hiểm gì rồi? Rồi ăn uống làm sao, ngủ nghỉ làm sao? Từ nhỏ tới lớn nó chưa bao giờ rời xa em một ngày, một buổi. Lúc nào cũng có em chăm chút cho nó từng ly từng tí. Mà giờ đã 2 ngày rồi, liệu nó có làm sao không anh Tư? Anh Tư ơi, em ước gì giờ em có thể nhìn thấy nó, chỉ cần nhìn thấy nó bình an thì dù có chết em cũng mãn nguyện rồi. Cô đừng có nói gỡ không nên. Tin tôi đi, nó không có sao đâu. Cô chỉ cần khỏe lại là sẽ gặp được nó thôi. Cũng tại tôi, nếu tôi không bắt nó về ở với tôi thì nó đâu có sợ tới mức bỏ nhà đi. Tôi xin lỗi cô. Anh đừng nói vậy. Anh có lỗi gì đâu. Anh chỉ muốn tốt cho mẹ con em tôi mà. Lỗi là do em. Nếu như ngay từ đầu em dạy dỗ nó nghiêm khắc hơn thì nó đã không ngang bướng như vậy. Em hối hận lắm anh Tư ạ. Nó còn nhỏ mà đã mất cha, em thương nó thiệt thòi hơn chúng bạn, nên mới muốn bù đắp cho nó, cưng chịu nó hơn một chút. Ai ngờ Hiền ơi, con ở đâu? Mau về với mẹ đi con. Mẹ, mẹ ơi, con ở đây. Mẹ ơi, mẹ, con nhớ mẹ quá. Con muốn về nhà với mẹ. Con muốn về nhà, con muốn ở đây nữa đâu. Từ hôm nay thằng Hiền sẽ qua ở với tôi. Tôi dạy dỗ nó như thế nào cô cũng đừng can thiệp. Dạ được, em nghe theo anh. Không được, mình mà về thế nào bác Tư cũng bắt mình qua ở với bác à. Mà bác ghét mình như vậy còn hung dữ nữa, sao mà mình sống nổi. Được, nhất định không được. Mình không thể về nhà được.
bây giờ biết đi đâu đây? Đói quá. Đói quá, kiếm đâu ra đồ ăn bây giờ? Ước gì giờ này có mẹ, mình sẽ đòi mẹ cho mình ăn bánh bao. Mày là thằng nào? Sao dám ở đây giành đồ ăn của tao? Tao lấy đồ ăn của mày hồi nào? Cái này là bánh của tao. Bánh nào là của mày? Cái này là bánh của tao. Rõ ràng tao nhìn thấy nó trước, nó là của tao mà. Không cần biết là ai nhìn thấy trước. Đây là địa bàn của tao. Cái bánh rớt trên đường này tự nhiên là thuộc về tao. Không đúng, của tao, của tao. À, thằng này gan, dám giành của tao. Ê, coi, giành lại cái bánh đó cho tao. Trả cho tao. Của tao. Bánh của tao mà, trả lại cho tao đi. Nhỏ, làm gì đó? Cắp, đứng lại, bớ người ta ăn cơm. Đứng lại, bớ người ta ăn cơm. May quá, thoát rồi. Cuối cùng cũng được ăn. Chưa thoát đâu. Nè, sao còn nhỏ mà đã tính được ăn cắp vậy? Con xin lỗi, tại con đói quá. Cô ơi, mong cô thương tình, con bị lạc mẹ. Bây giờ không biết phải đi đâu hết. Con đói quá nên lỡ có ý không tốt. Mong cô bỏ qua, cô cứu con với. Lạc mẹ, có thiệt không? Dạ. Cái miệng cũng lanh lẹ đó. Để xem, con có thể làm được việc gì. Thôi vô đây, đói lắm phải không? Đừng có khóc, cô sẽ cho con ăn. Ăn từ từ thôi, coi chừng nó nghẹn đó. Thiệt tình, ôi ghê á, nhà con ở đâu? Rồi sao mà con bị lạc mẹ vậy? Ăn từ từ thôi, coi chừng nó nghẹn. Nuốt hết đi rồi nói. Dạ, con không lạc mẹ. Mà tại mẹ con không có thương con, bắt con phải ở với bác Tư. Bác Tư là người hung dữ nghiêm khắc, nên con tức quá, con bỏ nhà đi luôn. Đúng đúng, con làm vậy là đúng. Mẹ con không thương con nữa thì ở lại đây với cô. Cô sẽ thương con, chịu không? Thiệt hả cô? Cô cho con ở lại đây hả cô? Thiệt chứ sao không? Ở lại đây chỉ cần phụ cô ba cái công chuyện lặt vặt, rồi cô cho bánh bao ăn thoải mái. Vậy con có được ăn luôn cái đó không cô? Được. Con muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Ở với cô là không có lo bị đói, biết không? Nè, ăn đi. Ăn nữa đi. Hiền, con đâu rồi? Hiền ơi. Cút. Dậy uống chút thuốc đi. Vẫn chưa tìm thấy thằng Hiền hả anh Tư? Em sợ là mình không chờ được nó quá anh Tư ạ. Ê, cô đừng có nói gỡ. Cô sẽ không có sao đâu mà. Anh Tư, nếu em có mệnh hệ gì? Kỳ cục, sao cô lại nghĩ quẩn vậy? Xin anh nghe em nói hết. Nếu em có mệnh hệ gì, nhờ anh tiếp tục tìm thằng Hiền. Nếu tìm được nó, nhắn với nó, em nói với nó, nếu thương em, sau này phải cố gắng sống thật tốt, phải hiểu chuyện, phải nên người. Nếu được như vậy, em sẽ rất vui. Thằng Hiền đâu?
Mẹ chết dẫm ở đâu rồi hả? Dạ con đây cô. Cái thằng kia, tao kêu mày dọn dẹp sạch sẽ cái chỗ này, vậy mà sao giờ này vẫn còn y nguyên vậy nè? Mày làm biếng làm nhát phải không? Dạ đâu có đâu cô. Tại cô dặn con nhào bột để làm bánh nữa, nên con chưa kịp dọn cái này thôi. Cái gì? Có chút xíu bột đó mà mày nhào từ hồi chiều tới giờ chưa xong hả? Cái đồ ăn hại. Dạ, tại nhiều bột quá cô. Với lại con mới làm, chưa có quen. Cãi hả mày? Giúp trả treo với tao hả? Mẹ ơi cứu con. Kêu hả mày? Khóc mày. Tao nói cho mày biết nha, từ đây đến tối mà không dọn hết cái đống này thì đừng hòng ăn cơm. Nhưng mà cô ơi, con đói lắm. Đói thì ráng chịu. Muốn ăn phải lăn vô bếp, phải làm việc theo lệnh của tao, biết chưa? Nhưng mà lúc sáng cô nói cô sẽ cho con ăn bao nhiêu cũng được, sao giờ cô nuốt lời? Con cãi nữa là tao đánh thêm đó. Lo làm việc đi. Cô ơi, con làm, để con làm. Con không dám nữa, cô tha cho con. Mày nên nhớ, đây không phải là nhà mày, tao cũng không phải là mẹ mày. Tao không có nhiệm vụ phải thương yêu mày. Ở nhà mẹ mày thương mày, cho nên mày làm mình làm mẩy. Mới là có chút xíu à, là mày đặt bỏ nhà đi. Ở đây với tao thì đừng có hòng nghe con. Làm không xong là chết với tao đó. Mày là đứa ăn trộm bánh bao của tao, mày phải làm việc cho tao. Nếu không làm xong, tao sẽ báo cho mọi người biết chuyện sáng nay, để xem mày bị phạt như thế nào. Cô Út ba, vậy uống thêm miếng thuốc nữa nè. Tôi mới vừa lên chỗ ông Bảy sắc thêm về cho cô đó. Cô Út, cô Út, cô Út, cô sao vậy nè? Tỉnh lại đi, cô Út, cô Út ơi, cô Út ơi, cô Út. Ôi da đau quá. Mày nên nhớ, đây không phải là nhà mày, tao cũng không phải là mẹ mày, tao không có nhiệm vụ phải thương yêu mày. Ở nhà mẹ mày thương mày, cho nên mày làm mình làm mẩy. Mới là có chút xíu à, là mày đặt bỏ nhà đi. Ở đây với tao thì đừng có hòng với con. Làm không xong là chết với tao đó. Mẹ ơi, con hiểu rồi. Chỉ có mẹ mới thương con thôi. Mẹ la con cũng vì thương con, vậy mà con lại ghét mẹ. Con xin lỗi. Không được, mình phải về nhà. Mẹ ơi, con về với mẹ đây. Mẹ ơi, con sắp về rồi, mẹ chờ con nha. Mẹ ơi, mẹ ơi cứu con. Con muốn về với mẹ. Con nhớ mẹ lắm. Con biết lỗi rồi. Xin mẹ tha lỗi cho con. Mẹ, mẹ ơi. Đừng sợ, có mẹ ở đây. Con mau tới đây với mẹ. Nhưng mà con mệt lắm, con không bơi nổi nữa. Mẹ cứu con. Đừng bỏ cuộc, mẹ biết con làm được mà. Cố gắng lên con trai, mẹ đang chờ con đây. Mẹ ơi, chờ con với. Đừng bỏ con. Mẹ ơi, con làm được rồi. Con làm được rồi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ ơi. À, phải rồi. Chắc là tại mình nhớ mẹ quá nên hôm qua mới mơ thấy mẹ thôi. Chứ làm sao mẹ lại ở dưới sông lúc đó được. Hê, đúng rồi, mình phải mau mau về nhà mới được. Chắc là mẹ cũng đang nhớ mình lắm á. Hiền, Hiền phải không con? Bác Tư. Hiền, đúng là thằng Hiền rồi. Cuối cùng con cũng về rồi. Dạ, con về rồi nè, bác Tư. Mẹ con, mẹ con. Mẹ con sao bác? Sao bác không nói mẹ con sao rồi? Là sao bác Tư? Vậy là con sẽ không bao giờ nhìn thấy mẹ nữa hả bác Tư? Không! Con không chịu đâu. Con muốn có mẹ.
gặp mẹ. Bác Tư ơi, bác mau đem mẹ ra cho con đi bác Tư. Mẹ ơi, con về rồi. Từ giờ con không dám làm mẹ buồn nữa đâu. Con sẽ nghe lời mẹ, mẹ đừng giận con nữa mẹ. Mẹ ơi. Hiền à, nghe bác nói, trước lúc mất mẹ con có nhắn lại với bác. Mẹ con không trách con, mẹ con vẫn thương con nhiều lắm. Cho dù mẹ con không thể ở bên con, nhưng ở trên trời mẹ con sẽ luôn theo dõi con. Con không muốn nghe gì hết, con muốn mẹ thôi à. Hiền, con có thương mẹ con không? Dạ. Vậy thì con phải nghe lời mẹ. Mẹ con chỉ muốn con sống thật tốt, phải biết nghe lời. Sau này phải nên người. Có như vậy mẹ con mới có thể yên lòng nhắm mắt. Con có làm được không? Con sẽ nghe lời mẹ. Con cứ làm theo ý mẹ muốn. Ngoan, nếu được như vậy mẹ con sẽ rất vui. Từ bây giờ bác sẽ thay ba mẹ con chăm sóc cho con, chịu không? Con có thấy cái cây này không? Kể cũng lạ, kể từ ngày mẹ con mất, tự nhiên nó lại mọc lên. Chỉ sau một đêm là đã lớn nhanh như thổi. Trong vòng có mấy ngày mà đã trở thành cái cây to cao vậy rồi, còn có trái nữa. Mẹ, có phải mẹ đó không? Mẹ đang ở đây với con có phải không? Đúng là mẹ rồi. Chát quá à. Nó chát thiệt mà, đâu có ngon đâu. Làm sao mà ăn đây? Đúng là không thể ăn được mà. Lạ quá, rõ ràng là không thể ăn được, sao cái cây cứ muốn mình ăn vậy? Ngon quá à. Ăn trái ba lần mới biết trái ngon, còn có lớn khôn mới hay lòng mẹ. Mẹ ơi, con hiểu rồi. Con biết mẹ thương con. Trước đây mẹ la con cũng chỉ vì muốn dạy dỗ con nên người. Con giận mẹ là con sai. Từ nay con sẽ ngoan, sẽ nghe lời bác Tư để trở thành một người tốt như mẹ mong muốn. Núi nào cao bằng núi cao tình mẹ. Nước nào mặn bằng nước mắt mẹ hiền. Thương con 9 tháng 10 ngày để con khôn lớn. Để con khôn lớn bỏ mẹ mà đi. Vậy là cuối cùng Hiền đã hiểu ra tấm lòng yêu thương bao la của mẹ. Từ đó cậu ngoan ngoãn vâng lời, chăm chỉ học tập, không còn ngang bướng quậy phá nữa. Còn trái cây ở nhà cậu được hàng xóm mang đi gieo trồng khắp nơi và đặt tên là cây vú sữa. Trái vú sữa chín luôn thơm ngon như dòng sữa mẹ nuôi con khôn lớn. Thân cây xù xì thô ráp như đôi bàn tay làm lụng vất vả của mẹ. Lá cây có hai mặt, một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ que như mắt mẹ khóc chờ con. Cành lá lúc nào cũng như vòng tay mẹ âu yếm dỗ về con của mình. Sao mặt trăng lại kỳ lạ thế này? Chẳng lẽ mình qua mất rồi hay sao? Chuyện mặt trăng đổi màu là sao? Có ai nói cho ta biết nguyên nhân không? Muôn tâu Ngọc Hoàng, có vẻ như bọn thỏ ở cung hằng đã ăn phải trái cây đổi màu nên chúng thành ra màu khác ạ. À. Bộ đem đổ, nhưng là bỏ vô lọ trong ống tay áo nè. Cậu nói thỉnh thoảng mới trộm mà. À, chắc là ta nói nhầm, thỉnh thoảng ta mới không trộm thôi. À, có người nghe lén chúng ta sao? Bánh và sữa ta mới để đây.
Chắc chắn là có kẻ nào đó. Chắc chắn là có kẻ nào đó. Chắc chắn là có kẻ nào đó. Một tên trộm nữa nè. Mày bắt chước ta hả? Nó chỉ muốn ăn bánh thôi mà. Thôi, cái này ta bó tay. Mới ăn xong chạy không nổi đâu. Nó cũng thích đồ ăn ngon như chúng ta. Ê, coi chừng đó. Ê, cái cửa này được đó. Tối nay đi chơi đi. Khuya rồi còn định đi đâu? Bái kiến Dương mẫu nương nương. Thần bị khó ngủ nên ra ngoài hít thở một lát thôi. Ừ, lúc này trên thiên đình và dưới trần gian xảy ra nhiều chuyện quá. Dương mẫu nương nương, xin hãy bớt buồn. Sức khỏe của người là quan trọng. Để thần lấy cho người một ít bánh hạnh nhân và trà an thần. Ngươi là một tiên đồng lanh lợi và có tài. Đợt thi tiên nữ sắp tới, ta sẽ tiến cử ngươi. Hãy cố gắng giữ phép tắc và làm việc cho tốt. Sao vậy? Không lấy được bánh hạnh nhân hả? Không lấy được thì thôi, ta có đem trà nhân sâm 5.000 năm nè. Nguy hiểm lắm đó nha. Dương mẫu nói thương ta. Có vẻ Dương mẫu biết ta đã làm gì đó. Dương mẫu tra hỏi cậu sao? Không, Dương mẫu chỉ bảo ta hãy cố gắng theo quy tắc, rồi sẽ tiến cử ta làm tiên nữ. Tưởng gì, lo cái gì chứ. Làm tiên đồng không vui hơn sao? Làm tiên nữ phải học nhảy múa, phải theo quy tắc nữa. Nhưng bà ấy thương ta, tin tưởng ta, ta cảm thấy có lỗi. Dương mẫu không tra hỏi, nghi ngờ cậu là tốt rồi. Bà ấy thương cậu cho nên tha cho cậu thôi, đừng lo lắng nữa. Mau, đi theo ta, không thì trời sáng mất. Thôi mà, lên đi. Mùa này á là mùa quả mọng, ở núi Thượng Lai đang chín. Ta có thể sẽ được ăn quả mọng 200 năm mới có một lần luôn á. Thôi đi, cậu trộm con ngọc hoàng thì có, bình thường có ai mà ăn được. Hay là rồi chưa có được ăn đã đời vậy luôn á. Cậu có ngựa thần mà, sao không cưỡi đi? Thì đi một mình không dám, có người đi cùng mới vui. Hay là ngày mai chúng ta đi. Mới đó mà ngủ rồi, nữ tiểu đồng gì mà. Chờ bạn ấy thức giấc rồi chúng ta về được không? Con bảo ngủ rồi, đằng nào cũng không về ngay được. Chợp mắt một lát vậy. Ngủ thêm chút đi. Mau dậy đi, có người đến kìa. Nguy rồi, chạy không kịp rồi. Phải trốn thôi, mau lên mau lên. Còn con Bảo. Bảo, dậy đi, mau lên. Bảo, dậy, mau. Ngựa ngoan, dậy đi. Trốn đi.
quả mọng ở núi Thượng Lai là nhất đó. Vị thanh mát không đâu sánh bằng, Ngọc Hoàng thích nhất đó. Ôi trời, nhìn kìa. Sao lại như vậy? Quả mọng đã rụng hết rồi. Không thể nào, đây là thiên đình chứ đâu phải hạ giới. Quả chính cũng đâu tự rụng, lại rụng hàng loạt như vậy. Chúng ta phải thưa lại với Ngọc Hoàng. Chúng ta phải thưa với Ngọc Hoàng điều tra chuyện này. Chết rồi, giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta mau chuồn thôi. Đây là nắm rễ cây tùng của ba ông Phúc Lộc Thọ đó. Một năm ông Thọ mới dâng Dương Mẫu Nương Nương có một cây thôi đó. Giòn ngon, vị lạ thiệt á. Các ông ra mà coi, ai đã bật gốc các cây tùng quý giá của chúng ta lên vậy? Giờ chúng ta về thôi, ta lo Dương Mẫu biết chuyện ta trốn đi chơi rồi. Giờ về cũng chịu tội à, chi bằng đến nơi chúng ta có thể vui chơi thỏa thích, khi đó chịu tội cũng đáng. Đây là đâu? Đằng kia có một căn nhà, chúng ta mau vào đó nghỉ chân đi. Không cần nói cũng biết, đây là nhà Nguyệt Lão. À, sao mà nhiều tơ quá vậy? Thì tơ hồng để xe duyên cho người trần gian đó mà. Cậu có đói không? Hình như ở đây đang nấu canh nè. Có, nhưng mà cậu mau qua gỡ phụ ta cái này đi, ta bị trói chặt rồi nè. Lại gỡ giúp coi, đứng cười hoài. Được rồi, đứng im, để ta cắt cho. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Con ngựa kia, ngừng lại, không được ăn. Trời ơi, con ngựa kia đã ăn mất ước nguyện tình yêu của người ta rồi. Các ngươi dám phá hoại hôn nhân của trần gian, đảo lộn quy tắc hết rồi. Nguyệt Lão, xin đừng nổi nóng mà. Tôi là Tố Anh, người hầu của Dương Mẫu Nương Nương đây. Không cần biết, các ngươi vi phạm quy tắc nhà trời, sớm muộn cũng sẽ bị Ngọc Hoàng xử tội. Ta phải cấp báo Ngọc Hoàng bắt các ngươi. Giờ ta sẽ lấy dây tơ hồng trói các ngươi lại. Cái gì? Mùi như là canh tình yêu. Cái gì? Mau kéo nó ra cho ta. Tướng nhà trời tới bắt chúng ta kìa. Mau đi thôi, bỏ nó lại thôi, chúng ta phải chạy mau. Hai đứa kia, đứng lại. Nguyệt Lão, bọn chúng đã trốn đi đâu? Bọn chúng chạy về hướng kia rồi. Mau giải thoát cho ta khỏi con ngựa này với. Không có ngựa, chúng ta làm sao mà thoát kịp? Wow.
đẹp quá. Ồ, đúng vậy, chơi thật là đã quá đi. Giá mà tôi trẻ lại 40 tuổi thì một ngày chắc cũng phải đan được 20 cái vỏ. Ông chỉ ước dơ dẫn, sao không ước mình ngày nào cũng có người thuê làm vỏ? Kìa, sao rơi là được ước một điều đó bà. Để tôi ước trẻ lại 40 tuổi. Ước mỗi ngày đều có người đến đặt hàng đan vỏ. Như vậy thì nhiều quá rồi. Tâu Ngọc Hoàng, những người chăn trâu ở sông Ngân đã xác nhận hai tiên đồng này đã nghịch ngợm làm mưa sao băng đêm qua. Các người thật to gan, thân là người kề cận bên ta và Dương Mẫu, được chúng ta yêu thương nên các người nghĩ có thể trộm giặt và xem thường luật trời có phải không? Ngọc Hoàng và Dương Mẫu xin tha tội cho chúng thần. Quỳ Tiến, người không nói gì đi, người không thấy có lỗi hay sao? Tâu Ngọc Hoàng, thần địch phá thì xin chịu tội, nhưng còn chuyện khác thì thần không làm gì sai hết. Cái gì? Tâu Ngọc Hoàng, người vẫn truyền cho chúng tiên và người trần gian rằng thức ăn là quý giá, nhưng thức ăn của Ngọc Hoàng và Dương Mẫu tại sao lại phí phạm như vậy? Việc trộm đồ ăn của chúng thần có thể là vi phạm phép tắc, nhưng cũng là cách không để thức ăn quý giá bị lãng phí mà. Ngươi còn quanh co chối tội nữa hả? Xin Ngọc Hoàng bớt giận. Dương Mẫu nghĩ thế nào? Các ngươi nói không phải là sai, nhưng ngươi phải hiểu vì sao thức ăn của ta và Ngọc Hoàng phải được tiêu hủy chứ. Vì Ngọc Hoàng và Dương Mẫu là vua của chúng tiên, công lực còn sót lại trên thức ăn và nước uống có thể sẽ làm chênh lệch pháp thuật và đạo hạnh của người ăn phải, ảnh hưởng đến sự công bằng của chúng tiên. Người biết vậy mà không ngăn nổi thói ham ăn và ham chơi của mình sao? Đáng ra phải đày các ngươi xuống trần gian, nhưng thương tình các ngươi bao năm hầu hạ lại có công, nên xin Ngọc Hoàng cho chúng giáng chức, thu hồi 5 phần pháp thuộc của chúng. Ngài thấy thế nào? Ta đồng ý với Dương Mẫu nương nương. Nay ta truyền cho thu hồi 5 phần công lực của các ngươi, giáng bậc xuống làm người hầu ở 2 nơi riêng biệt, không được gặp nhau. Giao việc gấp đôi trước đây cho 2 kẻ này biết ăn năn hối lỗi, không còn thời gian lêu lỏng ăn chơi. Tuân lệnh Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng anh minh. Thế là từ đó Quy Tiến phải làm giúp việc cho quan bậc Mã Ôn, còn Tố Anh phụ việc ở Thiên Trù. Hai người phải làm việc vất vả và không biết về tung tích của người kia ở đâu cho đến hơn 20 năm sau. Gấp đôi công việc gì chứ, lần này là gấp 5 lần công việc trước đây rồi, mà đồ ăn còn không đủ nữa chứ. Ủa, cái bánh mới để đây đâu rồi trời? Lại là ngươi. Đừng có mơ, ngươi dám ăn bánh của ta. Ai biểu là tại ngươi mà ta bị phạt đây? Ngươi phải chịu phạt chung với ta. Nhà ngươi đang làm gì đó? Tại sao chưa cho con Bảo ăn? Dạ, con Bảo là ngựa của Thiên Lôi, sức ăn của nó hơn hẳn mấy con kia. Mây, nước, gió, lửa, nên ngươi mà còn cắt nửa phần cỏ của nó như lần trước thì ta sẽ cắt cơm của nhà ngươi. Con ngựa này là nhanh nhất và khôn nhất. Ngươi mau mau cho chúng ăn rồi phơi cỏ dọn chuồng tắm ngựa đi, nghe chưa? Dạ. Ngươi thật là sướng đó có biết không? Ta ở đây làm như khổ sai vậy, không biết Tố Anh giờ ra sao ha. Tố Anh, mau mau tay chân lên, bếp số 2 phải có lửa to thì ta mới bắt đầu xào được. Dạ.
gì nữa ta? Tố Anh. Dạ. Còn thiếu nấm hương nữa ạ. À, chuẩn vị đó. Tố Anh, múc ra trang trí lẹ lên. Người có cái vị giác tốt đó. Từ ngày có người ở đây, ta thấy món ăn có mỹ vị hơn hẳn. Đa tạ tiên bếp khen ngợi. Tôi bị phạt đến đây, nhưng lại được tiên bếp chiếu cố như vậy. Người đúng là liều mạng quá mức, nhưng cũng là một đứa khéo léo. Món mứt bạch quả, người làm tới đâu rồi? Anh là người chăn ngựa đúng không? Bữa trưa đây. Anh là người chăn ngựa đúng không? Bữa trưa đây. Này này. Cảm ơn. Khoan đã. Cô bếp kia đứng lại. Nè nè, cô dám ăn hết nửa phần cơm của ta hả? Ôi, lâu lắm mới gặp lại mày. Cô là? Tôi là Tố Anh, phụ việc cho tiên bếp ở Thiên Trù. Ừ thì tôi đói quá, lỡ ăn bớt nửa phần cơm của anh đó. Nè, đền nho cho anh đó. Tôi tiện tay hái, định ăn giặt cho đỡ đói mà. Thôi, cho anh đó. Cậu đây rồi. Tôi là Quy Tiến đây. Đúng là Quy Tiến rồi. Vậy là cậu chăn ngựa suốt 20 năm qua sao? Cậu trông khác quá, tôi đã không nhận ra. 20 năm tôi già mất rồi. Ừ, 20 năm chúng ta phải sống trong quy định nghiêm ngặt của Thiên Đình. Thiên Đình không cho phép chúng ta qua lại với nhau đâu. Nhưng từ lúc nhỏ chúng ta có bao giờ theo luật đâu. Mau lên, mau lên, mau lên. Dọn chén đĩa ra đi. Mau lên, bên này, bên này. Mau lên đi. Nhanh lên, nhanh lên. Bữa nay không đi đâu cũng chán. Nhưng mà sống thấy Tú Anh tới, khó khăn lắm mới gặp lại nhau mà. Ê, tên chăn ngựa kia, mau dắt hai con ngựa đưa tin ra đây. Nè, tên chăn ngựa, có nghe chúng ta nói không hả? Nghe rồi, nghe rồi. Ơ kìa, tiên đồng cấp 1 Quy Tiến đấy mà. Vì ham chơi mà thành tên chăn ngựa những 20 năm rồi. Vất vả quá. Có gì đâu mà lạ. Ai bảo ăn trộm đồ ăn lại còn phá phách nên mới ra nông nổi này. Giờ chỉ là kẻ chăm sóc ngựa thôi à. Hồi xưa làm tiên đồng cấp 1 quay dễ có quy là vậy. Nè nè, giữ ngựa chứ không phải huấn luyện ngựa làm phản nha. Ta thưa lại với Ngọc Hoàng thì không biết ngươi còn bị phạt đến cỡ nào nữa đâu. Mau dắt ngựa lại đây. Chúng ta còn phải đến đi mời các thần tiên đến dự tiệc của Ngọc Hoàng và Dương Mẫu Nương Nương. Chậm trễ là ngươi sẽ gánh thêm tội đó. Hơn thua với tụi nó cũng đâu có được cái gì. Nhưng ta đã bị trách phạt thì phải cho bọn chúng nếm mùi chứ. Chúng ta về thôi. Ta phải đi tìm Tú Anh mới được. Tú Anh, đồi chè đã được chưa? Dạ. Mau mau bày biện đi. Dạ. Đã đem thức uống tới chưa? Không có mất sao rồi. Tố Anh đâu? Bẩm tiên bếp, còn để hàng hướng dương và cốm dẹp ở ngoài đợi con ra lấy. Mau mau đi.
Cậu rảnh rỗi sao mà đến đây vậy? Ngọc Hoàng mở tiệc, đâu đâu cũng bận, tưởng cậu phải lo dắt ngựa cho các khách mời chứ. Chúng ta không thể ở đây mãi được, những kẻ mắc tội như chúng ta sẽ bị khinh ghét thôi. Rồi tới khi nào chúng ta mới trở về vị trí ngang hàng với mọi người như xưa? Chúng ta phải làm gì đó đi. Là sao? Chúng ta phải làm thôi. Nàng hãy đi cùng ta, chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc sống mới, tha hồ tự do, khám phá thế giới. Có được không đó? Chúng ta đã sống trong nề nếp 20 năm rồi, ráng thêm một chút, biết đâu Ngọc Hoàng và Dương Mẫu sẽ thương xót khoan hồng, cho chúng ta lại cấp bậc tiểu tiên như cũ. Đã 20 năm rồi, đâu phải là 2 năm, Thu Anh à. Nhưng hãy đợi em ở đây, em phải vào quấy mất, không sẽ bị khét mất. Nàng phải nhanh lên đó nha. Chắc chàng đói rồi, ăn đỡ cái này đi. Là bát trân từ 8 loại xương hầm khác nhau đó. Nè nè, giữ ngựa chứ không phải huấn luyện ngựa làm phản nha. Cưỡi con Bảo đi mà. Ta nghĩ lại rồi, chúng ta không thể âm thầm ra đi như vậy. Là sao? Là chúng ta hãy làm những gì chúng ta thích, rồi mới đi khỏi Thiên Đình. Cái gì? Nhưng chúng ta không làm một mình, chúng ta bị phạt thì phải để cho nhiều người cũng nếm mùi vị bị phạt như chúng ta. Chúng ta đã ngoài 40 tuổi tiên rồi, không phải còn 15 như trước. Chàng còn muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn chúng ta bị bọn tiểu tiên thấp cấp trước kia chê cười mãi sao? Tội này nếu bắt được thì có khi đài chúng ta khỏi Thiên Đình mãi mãi luôn đó. Thì đằng nào chúng ta cũng rời khỏi đây mà, chúng ta đâu có muốn sống ở Thiên Đình với những luật lệ và tiếng chê cười. Có nước táo không? Bộ chàng điên rồi sao? Nàng phải tin ta chứ. Nè, ăn đi, mà ăn đi. Gà tìm hơn 100 loại thảo mộc đó, ăn đi. Dâu ngũ sắc ngâm với linh chi ngàn năm đó. Xem món gỏi nắm này làm nước chấm ngon chưa từng thấy. Nghe nói là lấy cá từ Vũ Môn Quan để làm nước chấm đó. Hey, lại đây, ăn cái này đi. Cá trích cuốn rau củ nè, vừa ngon lại đẹp mắt, ngon không tưởng tượng được. Lại đây mà xem, món bánh ngọt từ trứng của Phượng Hoàng, 500 năm mới làm được một cái thôi đó. Các người làm gì vậy? Nước táo, mau. Ôi da, đậu hết rồi nè. Chúng ta mau đi thôi, gọi con Bảo đi. Ừ, không cần dỗi. Nhưng các khách mời của Ngọc Hoàng sẽ đến ngay bây giờ. Còn lâu họ mới tới được. Ta đã dặn con Bảo dẫn ngựa của bọn họ chạy tán loạn rồi, họ mất cả buổi tối mới dắt chúng về được. Chàng gan vậy. Thôi đừng có lo nữa, Thiên Đình hôm nay là của chúng ta, tha hồ quậy phá. Mau đi theo ta. Nhớ phủi Long Đạo đi. Thật là không có lời nào để tỏ. Mất mấy ngàn năm mới chín cũng xứng đáng. Ta chưa từng ăn đào nào mà ngon vậy á. Trước đây á, có canh đào yến mạch dâng cho Ngọc Hoàng, ta cũng từng ăn qua, nhưng mà không có ngon như vậy. Đương nhiên, vườn đào của Dương Mẫu nổi tiếng trong tam giới, không ai là không biết. Mỗi cây chỉ cho 10 trái, mỗi lần hái đem dâng cho ai đều được ghi lại.
ta cũng chưa bao giờ trộm được một quả nào. Vậy thì hôm nay ăn cho thỏa thích. Đằng nào cũng mang tiếng trộm rồi, hay chúng ta hái một ít để đem theo ăn dần. Nhưng mà đựng vào đâu đây? Túi nhỏ vậy được nhiêu? Đây là túi không đáy. Một chút phép thuật ta đã làm lúc trước để trộm đồ ăn cho dễ. Giữ chặt chúng lại! Giữ chúng lại! Bấm Ngọc Hoàng xá tội, thật không thể nào tống được chúng à. Ngươi coi ngựa kiểu gì mà không có cách huấn luyện cho chúng nghe lời vậy hả? Thần, mọi khi Quy Tiến chặn ngựa sẽ làm việc này à, nhưng thần không tìm thấy hắn đâu cả. Em no quá, không đi nổi nữa. Ai bảo nàng lại còn tiếc trái này ngon lắm, trái kia không ăn liền thì uổng. Đừng nói nữa, mau ngồi xuống đây nghỉ một lát đi, không thì xỉu mất. Hình như đây là phủ thần nông thì phải á. Thì sao? Ta vào xin một ít hạt giống để xuống trần có cái mà ăn, trồng trọt không lo đói. Chúng ta có phép còn lo gì? Chàng muốn vào thì vào đi, em ở đây nghỉ một lát. Như vậy là sao? Ai cho các ngươi tự tiện cả gan như vậy hả? Nay còn dám đụng vào bàn tiệc của ta? Bẩm Ngọc Hoàng và Dương Mẫu nương nương bớt giận. Đó là Tố Anh và Quy Tiến tạt nước tấu ngâm ngàn năm vào người chúng thần, khiến chúng thần choáng váng ạ. Dạ đúng vậy ạ, xin Ngọc Hoàng soi xét. Lại là Quy Tiến, cái tên này. Bẩm Ngọc Hoàng, lũ ngựa đã được gom lại hết, chỉ còn... Còn sao? Nói đi. Dạ còn thiếu mất con ngựa của Thiên Lôi, con Bảo ạ. Dạ dạ, vua Tôn Ngọc Hoàng và Dương Mẫu. Là chuyện gì nữa? Dạ đôi đũa vàng của thần đã bị mất cắp rồi ạ. Các ngươi quản giáo người dưới đó như vậy sao? Thiên binh thiên tướng đâu? Mau đi bắt Tố Anh và Quy Tiến về cho ta trị tội. Có chuyện gì vậy? Quy Tiến! Quy Tiến! Hướng nhà trời kìa! Mau chạy thôi! Tên kia! Mau quy hàng đi! Đây là đâu? Nơi này lạnh thật. Vậy mới giữ được thức uống lúc nào cũng ngon chứ. Sao chàng biết chỗ này? Thì lúc trước làm tiên đồng cho Ngọc Hoàng, ta tới đây lấy nước qua cúc cho người cho nên nhớ đường. Thế thì vào lấy là được rồi, sao phải chơi khăm mấy người thợ hái qua làm gì? Có chuyện gì vậy? Đỡ ta lên trái coi. Mấy người thợ hái qua đó thực chất là người canh gác ở đây. Nếu không làm rối họ lên để đánh lạc hướng thì còn lâu chúng ta mới chậm được. Đây, nước táo ưa thích của Ngọc Hoàng, làm từ hơn 100 loại táo ngon nhất. Ồ, ngon quá. Ê, uống từ từ, uống nhiều bị choáng đó. Ừ.
táo ngon quá, ta phải thử thêm nữa. Đã lỡ đến đây rồi, sao ta không thử hết các loại khác? Nước nho đen ruột trắng đây mà. Ôi, nước cây ngải đắng. Mau tỉnh lại, chúng ta phải đi thôi, không sẽ có người phát hiện ra mất. Nước cây ngải đắng. Mau đi thôi, kẻo có người thấy bây giờ. Hai thiên tướng pháp lực phi phàm mà thua hai đứa tiểu tiên nhãi nhép à? Các ngươi thật sự đã suy yếu tới như vậy sao? Bẩm Ngọc Hoàng, chúng đến phủ thần nông nghịch phá, quăng các chống cây để ngăn cản chúng thần, rồi tìm cách biến đi cùng con bảo. Trước là phá tiệc, rồi trộm đào tiên, bây giờ lại còn gây loạn khắp nơi, thật là không còn phép tắc gì mà. Bẩm Ngọc Hoàng và Dương Mẫu, quan trọng là chúng vẫn còn cốt tiên, nên rất khó hàng phục hoặc lần ra dấu vết. Ta thấy bọn chúng sẽ chưa dừng lại việc phá phách này đâu, cứ theo sát những dấu vết phá hoại của bọn chúng, thế nào cũng bắt được. Bẩm Ngọc Hoàng, có lẽ nên đưa tin đến chư tiên khắp các giới, để các thiên tướng có thêm trợ giúp. Không cần đâu, chúng phá hoại rồi ăn uống no say, lúc đó các thiên tướng sẽ dễ dàng hằng phục. Cứ theo dấu vết của bọn chúng mà tìm bắt. Tuân mệnh Ngọc Hoàng. Ướt hết rồi, chúng ta để đây đi, lát làm tiếp. Chúng ta ở đây đến chừng nào? Em thấm mệt rồi. Ta không biết, cứ ngồi nghỉ đi rồi tính tiếp. Ủa, con Bảo đâu? Sao nó không đi cùng chúng ta? Mới hồi nãy còn đi cùng nhau mà. Mau chia ra tìm nó đi. Bảo ơi, Bảo Tú Anh, chạy đi, bên kia là Vũ Long Môn, nàng men theo đó chạy đi. Con Bảo là của Thiên Lôi, các người dám lợi dụng sự yêu quý của nó để làm điều sang bậy. Chính con Bảo đã cho chúng ta biết các người đang ở đây. Bao Ngọc Hoàng, chúng thần đã bắt được hai tiểu tiên rồi, xin được giải lên đại điện xử tội. Hai kẻ phá phách năm xưa đã bị giáng chức, hãy chúng gặp nhau là xảy ra chuyện, phải phạt chúng thật nặng mới được. Tâu Ngọc Hoàng, đã bắt được chúng là tốt rồi. Ngọc Hoàng trăm công nghìn việc, thần xin được đích thân xử phạt chúng, đày chúng xuống trần gian để tu tâm sửa tánh. Vậy ta giao bọn chúng cho Dương Mẫu đó. Do ham mê ăn uống vô độ và ham chơi nên không chấp hành các quy tắc của thiên đình, Tố Anh và Quy Tiến bị tước hết phép thuật và đày xuống hạ giới để làm vô gia cư, phải lao động vất vả mới có miếng ăn. Cải xanh cải ngọt đi, cải xanh cải ngọt mới hái đây, ghé vô ghé vô. Làm ơn cho chúng tôi. Dạ lại ông, xin cho miếng cơm. Ai không có không có. Mày vô đi. Đi, đi. Lại bà, đi qua lại vô. Đi chỗ khác đi. Làm ơn đi vô mới vô. Đi chỗ khác đi. Vô. Đánh đi chỗ khác đi. Mai mà còn xin được chút lửa để sưởi ấm. Tôi đã nói là đừng có ham chơi nữa, cố gắng khắc phục để sống trên thiên đình. Thôi thôi thôi, không có sao, chúng ta sẽ dần dần tìm được kế sinh nhai ha. Đúng nghĩa là chúng ta bị đi đài, dù chịu nhục vẫn đỡ khổ hơn nơi đây, vừa đói vừa rét. Nói lại chuyện cũ có ích gì đâu,
Giờ ngủ tạm ở đây đi, mai tính. Em thèm những món trên thiên đình quá, ước gì. Chúng ta sẽ quen dần mà. Ít nhất á, ở đây chúng ta được tự do bên nhau, không cần lén lút hay là bị đuổi bắt như trước nữa, không? Chàng nói phải, chúng ta phải phấn chấn lên và làm lại từ đầu. Mùi gì lạ quá. Ừ, lạ mà thơm quá ha. Mùi thơm bay ra từ bếp kia kìa. Hình như là họ đang nấu ăn. Thơm quá. Nghe mùi thôi mà đã đói bụng rồi. Quẹt ăn với rau luộc đúng không? Mắm kho quẹt với rau luộc là cái gì? Chưa từng nghe. Chờ tôi bắt nồi mắm kho quẹt ra đây nha. Ai nói ăn mắm là khổ? Ngon hơn tất cả sơn hào hải vị bà nó ha. Chàng kiếm gì đó, đánh thẳng hướng họ đi. Qua của nhà mình bà ơi. Mắm kho quẹt của ta thơm quá. Hey, cũng may chỉ mới mất có mấy cây. Trời ơi, nồi mắm tôi để trên bếp biến mất rồi. Trời ơi, nhà có mỗi nồi mắm kho quẹt mà cũng mất nữa. Ông Táo ơi, sao ông không coi giùm tôi chứ? À, thôi thôi, còn rau luộc ăn đỡ nè bà. Bài kiến Dương mẫu nương nương. Miễn lễ, Tố Anh và Quy Tiến đã bị đày xuống trần gian. Nhưng ta không yên tâm về sự hối cải của họ, nên phải đích thân xuống kiểm tra. Ngươi hãy nói đi, từ khi ở nhân gian, hai tiểu tiên đó đã làm gì? Miễn lễ, ngươi hãy nói đi, từ khi ở nhân gian, hai tiểu tiên đó đã làm gì? Bẩm Dương mẫu, hai tiểu tiên đã trộm món ăn duy nhất của hai ông bà già đáng thương. Xuống nhân gian không lo lao động để tạo ra cơm ăn áo mặc, chứng nào tật nấy, vẫn là thích trộm đồ có sẵn. Bẩm Dương mẫu, vậy để thần tìm cách ngăn cản họ lại. Ta sẽ tự làm việc này, để ta đối diện với họ. Ui, nóng. Mặn. Nhưng mà ngon quá. Trên thiên đình cũng chưa bao giờ có món nào làm được như vậy. Đúng vậy, cay cay, mặn mặn, ngọt ngọt, béo béo. Ngon quá à, chỉ muốn ăn thêm, không ngưng lại được. Khoan khoan, khát nước quá. Đúng rồi, chắc tại món này mặn quá. Bà ơi, xin cho cháu một ngụm nước, chúng cháu khát khô cả cổ. Được, được, dù gì nước trong bình cũng khá nhiều. Ta sẽ chia cho hai cháu một ít. Cảm ơn bà. Ta thấy hai cô cậu không giống người ở đây. Dạ, tụi cháu từ xa đến. Cô cậu định sinh sống ở đây sao? Dạ thưa bà, chúng cháu sẽ lấy nhau và dựng nhà sinh sống ở đây, tận hưởng cuộc sống tự do. Cũng phải, nơi đây rất tốt đẹp. Nếu có làm thì sẽ có ăn thôi. Hai cô cậu định làm gì để sống? Chúng cháu cũng chưa biết nữa ạ. Có nhiều việc lắm, nhưng việc nào cũng phải làm lụng mới kiếm được tiền để mua thức ăn. Tiền là gì vậy bà? Vì sao có nó mới mua thức ăn được? Hai cô cậu sao như người trên trời rơi xuống vậy? Đây gọi là tiền, dùng để mua thức ăn, đồ đạc trong nhà hoặc là quần áo. Vậy thì càng nhiều tiền thì càng mua được nhiều thức ăn, phải không bà? Đúng là vậy. Nhưng thôi, ta phải đi rồi.
chúc hai người sẽ có cuộc sống tốt ở đây nha. Cái túi của bà cụ sao? Có nên trả cho bà ấy không? Chúng ta nếu muốn sống ở đây cũng phải có tiền mới mua đồ ăn được. Chàng nghĩ chúng ta có nên giữ lại cho mình không? Chúng ta hãy giữ lại đi, bà ấy sẽ kiếm lại được túi tiền khác thôi. Tính ra Trần Giang cũng vui thiệt, có tiền là mua được khác thứ, khỏi lao động luôn. Thức ăn ở Trần Giang nhiều hương vị quá à. Tiền của bà lão đánh rơi, chắc mình ăn cả năm không hết. Bà con của bác ai giúp già, cho già ăn, già đói quá, lạnh quá. Đi nhanh đi, bà cụ này hôi quá, ăn nuốt không vô. Mình nhiều đồ ăn quá, hay là cho bà lão một chút đi. Bà ta chính là người đã đánh rơi túi tiền. Đi nhanh đi, không bà cụ đòi lại đó. Cẩn cho ta và Ngọc Hoàng, chỉ vì ham chơi và ích kỷ nên các ngươi đã làm ra những tội không thể tha thứ. Dạ 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 dạ, dạ. Chúng thần xin cho chúng thần cơ hội được làm người trần để sửa sai. Ta đã cho các ngươi mấy cơ hội, nhưng các ngươi chứng tỏ ham ăn biến làm, ích kỷ, sẽ trở thành tai họa cho nhân gian. Không, chúng thần nhất định sẽ sửa đổi mà. Tiếc cho các ngươi đều từng là những tiên đồng hầu cận của ta và Ngọc Hoàng. Tại sao các ngươi không hiểu rằng làm hại đến kẻ khác để phục vụ cho ý thích của mình là điều xấu? Chúng thần đã biết tội. Ta phạt các ngươi phải biến thành cây chổi, sống đời khổ sai, suốt đời dọn sạch nhà cửa cho con người. Các ngươi có phục không? Chúng thần xin nhận tội. Thank you.